Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn xảy ra những điều kỳ diệu mà chúng ta không thể nào có thể ngờ tới được. Mới đây nhất đó là câu chuyện một chàng trai ở Nam Phi đã bị mắc kẹt trong cơ thể của một cậu bé trong suốt 12 năm. Sống thực vật từ năm 12 tuổi, Martin Pistorius đã hồi sinh kỳ diệu ở tuổi 24 và hiện thì trở thành một nhà thiết kế web. Anh cũng đã xuất bản tự truyện về cuộc đời mình. Pistorius sinh ra và lớn lên ở Nam Phi. Đầu năm 1988, khi ở tuổi 12, sau một lần viêm họng, cơ thể cậu yếu dần rồi chìm vào hôn mê. Cậu bé được chẩn đoán viêm mảng não, nhưng bác sĩ vẫn chưa thực sự chắc chắn về tình trạng bệnh của Pistorius. Chức năng não của Pistorius chỉ bằng một em bé 3 tháng tuổi và cần được chăm sóc cho đến khi qua đời. Như một kết quả của các bệnh nhiễm trùng não, tôi rơi vào tình trạng sống tự vật không thể giao tiếp hay phản ứng với bất kỳ điều gì. Cuối năm đó, các bác sĩ nói với bố mẹ tôi họ không thể làm gì hơn và khuyên đưa tôi về nhà chờ chết. Cha mẹ của Pistorius vẫn luôn níu lấy hy vọng con trai sẽ phục hồi và hết lòng yêu thương chăm sóc cậu. Hàng ngày, cậu được đỡ dậy vào lúc 5 giờ sáng để thay quần áo và đưa đến một trung tâm chăm sóc đặc biệt. Vào buổi tối, cậu được tắm rửa, cho ăn, đưa vào giường và đặt báo thức. Hai năm sau, Pistorius bắt đầu tỉnh táo, nghĩa là anh có thể nhận thức được những việc xảy ra xung quanh, nhưng anh vẫn không thể cử động hay giao tiếp. Với Pistorius, đây mới thực sự là cực hình. Suy nghĩ là điều duy nhất Pistorius có thể thực hiện. Thời gian trôi qua, suy nghĩ của anh càng trở nên tăm tối. Chàng trai chìm dần và tuyệt vọng. Thế nhưng đến năm 24 tuổi, não anh bắt đầu hoạt động như người bình thường. Sau đó anh có thể cử động. Sau 12 năm nằm bất động, Pistorius trở lại với cuộc sống bình thường. Anh đã học được cách xây dựng trang web, tốt nghiệp đại học và đã kết hôn vào năm 2009. Anh đã xuất bản một cuốn hồi ký về cuộc đời mình mang tên God's Boy, My Escape from a Life Locked Inside My Own Body, tạm dịch là chàng trai ma, cuộc trốn thoát khỏi cuộc sống bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình, tái hiện hành trình 12 năm mắc kẹt trong cơ thể.